anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình nha anh em. Rồi thì hôm nay mình sẽ gửi đến anh em một bài đấu của tướng hai bàn carry nữa, đó là mình sẽ sử dụng con combo nha anh em. Rồi thì ở cái round 2 á, thì cái lỗi mình chọn là lỗi quà sinh nhật. Thì hiện tại tới ra 3 chấm thì mình còn 90 máu, nói chung là máu khá cao anh em. Thì trên bàn hiện tại mình chỉ có mới có hai con combo thôi, và đang sử dụng con Lunu làm tăng chính. Thì combo thường mình sẽ đánh theo kiểu như là ba ông mặt, bốn căn trường với bốn thợ săn nha anh em. Thì tùy anh em, có thể quấn ba ông mặt sáu căn trường cũng được, hoặc là anh em có thể quấn giống như mình, cái đó là tùy anh em nha. Thì mình thấy cái bài này thì kết hợp khá dễ, thì ví dụ như anh em quấn bốn thợ săn thì cái đam của con combo nó sẽ bự hơn thôi. Rồi thì ở cái loại ba chấm đây là cái loại bạc nhà sưu tầm xúc sắc vô tặng nè. Thôi chắc lấy hộp quà Pandora nha anh em, để có gì ghép đồ chuẩn cho nó dễ nha. Rồi thì cái hướng bui đồ của con combo này có hai kiểu đồ, nhưng mà hai đồ trắng phái của nó là một cây vô cực và một cái cung xanh nha anh em. Thì còn cái món còn lại anh em có thể bui cho nó là cuồng đao vô su, hoặc là anh em có thể bui cho nó là cái gì đây, cái quên mất tên, tự nhiên quên ngang anh em, khùng ghê không. Đúng rồi, thì anh em có thể bui cho nó là một cây Sujin nha anh em. Thì tùy cái đó, tùy anh em thôi. Ví dụ như mình thì hôm bữa mình cũng có bui Sujin một lần rồi, thì bởi vì mình thấy cái skill con combo nó khá mạnh. Anh ví dụ anh em bui Sujin thì nó ra kỹ năng sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà anh em bui kiểu cùng đa Wosu á, thì anh em phải quýnh càng về late game, càng quýnh càng lâu thì nó càng mạnh nha anh em. Cái kiểu như vậy, đó là tùy đội hình của anh em thôi, anh em muốn bui đồ thế nào để anh bui. Và cái con tướng carry phụ đam cho con combo này á, thì có hai kiểu. Ví dụ như anh em ra toàn đồ đam không á, thì anh em sẽ dùng con Zenith anh em carry cho nó. Còn nếu mà anh em ra đồ phép thì anh em sẽ dùng con Vega anh em carry vô. Thì nói chung cái đội hình này thì có hai hướng dễ carry anh em. Thì nếu mà mình thấy ok được á, thì anh em nên chọn con Vega carry. Rồi thì nói chung nãy giờ Ron cũng chưa có thêm được một con Nunu nữa, được thêm một con có mò nữa anh em ạ. Rồi thì như đội hình mình nói á, ba ông mặc bốn căn trường và bốn thợ săn nha anh em. Hoặc anh em có thể đánh ba ông mặc hai thợ săn và sáu căn trường cũng được, tùy. Rồi thì hiện tại bây giờ mình sẽ thay đỡ con Fiora vào đép máu đỡ nha anh em, với lại nếu mà mạnh thì mình dự chủ thắng luôn. Rồi thì mình cũng nói sơ về cái bài liên hoàn và sử dụng con Kassadin. Thì bữa nào đó mình gặp được cái loại của nó ngon thì mình sẽ làm một clip về Kassadin carry cho anh em xem nha. Thật chắc thì con Kassadin nó mạnh thì nó mạnh thật anh em, chứ nhưng mà mình thấy cảm nhận mùa này do tại tướng nhiều tướng CC quá. Như con Kassadin á, anh em carry mà khúc đầu vào anh em gặp đồ hình mà CC nhiều là anh em bất điện sớm lắm. Thì giống như ván này nè anh em thấy không, quýnh mà con Kassadin nó không kịp lại người luôn là anh em biết rồi. Rồi thì cái vấn đề Kassadin để nó sau nha anh em. Rồi thì quay lại ván này mình sẽ sử dụng cái form bài combo carry. Thì mình đánh nhiều cặn rồi anh em, mình thấy riêng cái đội hình combo này anh em có thể đánh vào top rất là dễ dàng nha. Thì nếu mà muốn top 1 thì cũng khả năng cũng dễ anh em, nhưng mà nói chung cũng tùy vào tình tiết trận đấu nữa. Ví dụ như trận này thì mình vô tình mình gặp một cái nhà nó mạnh quá anh em, nó mạnh quá nên mình dừng lại top 2, nhưng mà anh em cứ xem từ đầu trận tới cuối trận thử nha, thì sao mình lại top 2. Rồi thì ở cái vòng này mình lấy con Vega về luôn anh em. Rồi thì mình đang có một vài Pandora thì mình sẽ ghép đồ chọn cho nó. Ván này mình sẽ sử dụng cho con combo của mình là cuồng đao Wosu, vô cực kiếm và cái cung xanh nha anh em. Rồi thì cuối cùng cũng lên được combo 2 rồi anh em, nói chung ròn khá khoai. Rồi thì để lên Vega 2 rồi mình thay vào luôn nha anh em, hoặc là tùy, nếu mà yếu quá thì xíu mình sẽ thay. Rồi đội hình bên đây thì đang hướng đến đánh tiên phong thợ săn, là đánh cũng như mình luôn anh em, nhưng mà bên đây người ta đang dùng con Zenith để ta carry chính. Các khả năng bên đây nếu mà thế này không ghép đồ có mo thì sẽ dùng Zenith và con Olaf để carry chính nha anh em. Mà mình thấy cái đội hình tiên phong này nó giống như đấu sĩ hôm trước anh em, nó trâu vải đấy. Do tại mình quýnh cái đội hình ông mặt mà anh em, nếu mà quýnh có mo carry á thì anh em chỉ có đi với đội hình can trường được thôi. Anh em rất khó đi với đội hình tiên phong nha anh em. Nhưng mà anh em đánh con Zenith á thì anh em có thể kẹp tiên phong được. Đó là kiểu như vậy. Bởi vì cái bản chất con có mo này á, khi mà anh em phải kích được ba con ông mặt lên thì cái đòn đánh phụ của con ông mặt á nó rất là rác anh em. Đó thành ra nên anh em không có bỏ được nha. Thì bởi vì sao mình kẹp thêm một con Nunu nó nằm trong cái hệ can trường nên bắt buộc mình phải đi với can trường thôi.
nhưng mà mình thấy khá ổn á. Rồi thì lại gặp thêm một nhà đánh Cassidy nữa anh em. Đó, Cassidy bây giờ khóc thôi, nó làm gì đâu. Nói chung thì bán này được cái là mình lấy cái lỗ qua sinh nhật nên thật chắc là mình quấn rất khá nhiều vàng anh em. Nên tỷ lệ mình ron thì nó vẫn khỏe hơn. Rồi, có Zenith luôn. Đó, ra Olaf luôn ghê chứ. Dạ đi, sẽ thay Olaf vô nha anh em. Ron nãy giờ mới được thêm con cóc ngon. Đau lớn nha. Rồi thì do tại ván này mình có hộp quà Pandora nên mình ghép đồ chuẩn thì nó sẽ dễ dàng hơn nhiều nha anh em. Nhưng mà nếu mà như mình thấy thì anh em khi mà anh em quýnh đồ này á, anh em nên lấy lõi combat nha anh em. Lõi combat là đẹp nhất. Rồi thì mình sẽ thay con Vega vào luôn nha anh em. Vega carry phụ. Rồi thay Sen vào. Sinit luôn mà. Nói chung bây giờ đang phải kẹt ron con cốc mo này, là tướng này có mà không có chỗ nhét anh em. Thế mới đau đầu. Rồi, con Lulu thì được 7 con Lulu rồi anh em. Khá dài khó nha. Không lẽ bây giờ đưa Hecarim vô tí nữa thay con Phil ra qua ra quá. Thật chắc thì bỏ can đường vô thì cái dàn tăng vẫn tốt hơn anh em ạ. Rồi thì đây đánh rớt ra được một cái hòm đồ rồi. Không biết hòm đồ cho mình gì đây. Mình thấy mấy cái bài đấu này anh em leo từ thấp anh em leo tới bạch kim vẫn vô tư nha anh em. À leo tới lục bảo vẫn vô tư nha anh em. Rồi thì còn lên kim cương cao thủ thì cái đó thì nó nhiều yếu tố nữa. Thì vấn đề đó tính sau. Thì mấy cái bài của mình thường thường mình đưa cho anh em á là nó sẽ giúp anh em lên tới lục bảo. Ok. Rồi thì mình có Vega 2 luôn nha anh em. Rồi, chắc thay thế này đi. Lấy thêm mít tăng. Ekrim. Nói chung ván này thì mình cũng hơi ít đồ. Thật chắc đồ mình dồn hết hai cái đồ đam có được con tăng à, nên thành ra dàn tăng nó hơi lỗ. Rồi tự nhiên anh em thấy quẩn không, đáng lẽ bỏ vô cho có mo là ra cung xanh nữa không thích đâu, thích bỏ vô cho con Vega chơi vậy đó. Thành ra nói chung mình cũng lớn tuổi rồi nha anh em, năm nay mình cũng hơn 30 rồi. Thành ra là nhiều khi đầu óc nó hơi bị tần tần xíu, với lại ngày đi làm nhiều quá. Đêm về đầu óc nó tần tần xíu nha anh em, thông cảm xíu. Rồi thì như anh em thấy đó, thì hiện tại cái con bài combo của mình nó đang carry rất là tốt nha. Nó mới combo 2 thôi mà vẫn quýnh chuỗi thắng vẫn ok. Nunu thì thiếu con nữa lên 3 rồi nè. Đi ron combo mà cuối cùng Nunu lên trước. Sợ chứ. Rồi thêm con combo nữa. Rồi lên Nunu 3 luôn. Hay quá trời. Rồi thì ra con ghép luôn nha anh em, ghép con xanh. Đó thì do tại mình mua cái bùa nên anh em coi nè. Bên nếu mà như cốc hòa 3 sao á, anh em coi nó bắn như này không. Riêng cầm đồ này là bắn mấy con vàng tăng, là mấy con vàng tăng cũng hơi bị mệt mỏi với nó nha anh em. Đó thì để coi thử đam ván này con cốc hòa sẽ gây được bao nhiêu đam. Gây gần 8k đam anh em. Thật chắc thì nó nằm trong cái bộ hai vàng đó đâu có yếu đâu. Thì giống như hồi mình có làm một clip về nó, về hồi mình còn đang BVE anh em. Mình cho nó đi carry với con Zenith á. Đấy ok. Rồi thì đây có con combo nữa chắc mắc rồi nè. Không lầm được rồi. Có cả combo, có cả Vera luôn. Rồi số con còn đây rồi, cho bớt và mình chờ. Thôi nếu mà như vậy thì cứ lựa con nào mà tiền nhiều thì lầm nữa nha anh em. Mình có hộp quà Pandora mà. Rồi bắt đầu chương trình ron tiếp rồi nè. Rồi sống cống ngò nha, thiếu ba con nữa. Thẳng thế nhỉ. Rồi 7 con. 8 con. Rồi 9 con, lên luôn anh em. Cũng hay thiệt, lâu lâu ron cái nó quẩn cái ra luôn anh em. Rồi thì bây giờ là tính tới câu chuyện up cấp nha anh em. Rồi gặp lại nhà bên kia rồi, bên kia thì đang đánh tiên phong. Con này nó cầm.
nó cầm nó có cây kiếm nó biến nó bắn nè, à nó quấn nè. Mà mình thật chắc đấy, trong cái dàn tăng ba vàng thì mình thấy con Modokaso vẫn mạnh nha anh em, vừa tăng được vừa gây đam được. Thật chắc nếu mà anh em spam đội hình những tập hệ mà liên quan với con Modokaso, anh em cho Modokaso đi với tiên phong, anh em cho cầm đồ tăng lên cũng ác lắm à. Thì để bữa nào mình sẽ nghiên cứu cái đội hình đó, mình quấn thử cái trận nha anh em. Rồi thì bây giờ cứ quay lại với con có mô của mình nè. Thì cái nhà đây má nó đấm đau quá, nó đấm rác hết người anh em ạ. Rồi thì mình lên cấp 6 thì mình sẽ kẹp thêm một căn trường nữa nha, quấn 4 căn trường. Đó thì đây là nhà bên đây đang đánh thông đạo, mà mình cảm nhận á, nếu mà như con Kassadin này, nếu mà anh em đánh đồ hình thông đạo anh em không nên dùng đồ cho Kassadin nha anh em, phế lòi ra luôn. Bởi vì con Kassadin nó mạnh khi anh em đi với liên hoàn thôi. Còn nếu mà anh em quấn thông đạo thì anh em nên dùng đồ, anh em để dùng đồ qua cho con Roy nó cầm nó carry nha. Còn nếu mà anh em lên được Kassadin thì anh em tới nữa anh em lên bắt tướng liên hoàn, để tới nữa anh em xoay qua anh em quấn liên hoàn luôn. Ví dụ anh em lên được 7 liên hoàn, anh em xoay quấn 7 liên hoàn luôn, thì mình thấy cái mức 7 liên hoàn thì nó cũng khá mạnh, trừ khi là anh em gặp cái đội CC nhiều thôi, còn không riêng Kassadin nó chém được hết. Đó anh em ha, bán này rất tướng không à, rất đủ ít lắm, nó buồn lắm. Rồi chân rồng nha anh em, đây mình sẽ chơi con Vega hay là chơi Vega cùng đao luôn anh em, á cho nó thảy, cho nó bắn để coi được con Vega của mình cầm cùng đao nó ngồi đi chích rồi. Rồi thì nhà bên đây đang đánh có 7 liên hoàn rồi anh em, 7 liên hoàn, nhưng mà 7 liên hoàn không có Kassadin thì không sợ. Nói chung liên hoàn mạnh thì mạnh, nhưng mà nó hơi mỏng anh em à. Ví dụ như anh em thấy như cái dàn này này vô đánh mà cái dàn liên hoàn nó bốc hơi liền á. Là chắc là khi mà anh em đánh liên hoàn là chủ yếu là con Kassadin đó anh em, nó vừa là con tướng gây đam, nó vừa là con tướng chống chịu luôn, thì đằng sau con Kalista nó không có thời gian nó phóng được. Hoặc là anh em sẽ chơi cái đội hình liên hoàn, anh em kẹp với can trường. Rồi thì ván này nếu mà mình lên được thêm con Vega nữa thì mình sẽ lên con Vega 3 luôn nha anh em. Mà còn nếu không lên được thôi. Rồi thì ván này gặp nhà nào đây? Nhà đây sắp đứt điện rồi anh em. Nhà đây quấn phong đạo Kassadin 3 với con Ezreal 3. Thì mình thấy mùa này con Ezreal nó khá yếu nha anh em. Thì mình nghĩ chắc có lẽ bản cập nhật sắp tới thì sẽ tăng sức mạnh sơ con Ezreal. Bởi vì nó chẳng nằm trong tướng ba vàng mà nhìn thấy nó yếu. Rồi thì nhà đây cũng bị mình đấm như thường anh em. Rồi đi luôn này nha anh em. Mình thấy trong cái đồ hình thông đạo thì chỉ có anh em cho con Roy cầm đồ là ngon nhất thôi. Rồi thì lâu lâu có mấy cái bùa mà miễn phí đó anh em nhớ bắt nha anh em. Lấy cho mình mua tướng cao nhất mình bán, mình làm bán lại là có tiền. Nói chung mình đang muốn rong thêm để mình kiếm con Vega. Mà chắc nếu mà không được thì lên cấp luôn. À gặp cái đội hình nhà đây à. Nhà đây đang đánh cấu nha. À nhà đây đang đánh kỳ quái, đang cầm cái loại vũ kỳ quái anh em. Mà kỳ quái giờ kỳ quái chưa lên 7 hả, chưa lên 7 là căng đấy. Đó, anh em coi con Vega nó phóng thật chắc. Thì anh em cứ coi mình bui đồ hình này á, anh em thấy ok anh em gác dùng màu răng. Mình thấy cái đồ hình này dễ đánh anh em, dễ đánh mà dễ lọt top nữa. Thật chắc thì do tại đầu mùa mình đang lấy gạt này, mình đang đi nghiên cứu giá bán nên mình không răng mình thì nó cứ lên xuống đây nha anh em. Rồi để mình nghiên cứu xong hết rồi mai mốt mình chuyển qua cái hàng kia mình đánh, mình sẽ leo lên lại. Nếu mà mình gọi là mùa này mà vô, anh em chỉ cần nắm cỡ 3 bài thôi anh em, 3 bài carry tốt thôi, anh em vô anh em spam, anh em leo vô tư
Chứ còn mà ví dụ như mình hồi mùa vừa rồi mình có một acc à, mình cầm mình vô mình nghiên cứu đủ thứ trên đời hết, thành ra quýnh lên tới lục bảo rồi, lên lục bảo là lên lục bảo một càng lên kim cương nghiên cứu rồi lại rớt lên nó xuống nằm miết ở lục bảo mùa vừa rồi đến chịu luôn á, mà nhiều khi còn đen nữa nhá, quýnh có ngày thua thua liên khúc luôn. Rồi thì bán này mình đi mình làm được con Dana. Dana thì có cái gì cả, cái gì thì chắc để Ron lại đi. Nhà bên này thì đang đánh khoáng hình. Khoáng hình dùng giờ này. Giờ này rao vàng rao 6 chấm rồi mà con Sinnoh với con Cassiopeia mà chưa lên 2 được đó. Ai chưa lên 3 được khả năng là cút rồi anh em ạ. Giờ chỉ có một mình con Nasus nó tăng. Đó, anh em ha. Hai con này cái đam Nasus chưa kịp lại là đã chết rồi. Đấy. Một mình căng đôi. Rồi bây giờ hiện tại mình đang có hai Neko nha anh em. Giờ chỉ cần mình kiếm thêm hai con Vega nữa thôi là mình sẽ cho nó lên Vega 3 luôn. Thì thật chắc là cái đội hình này con có mon nó carry thì carry mạnh thật. Nhưng mà nó mạnh ở đầu game với giữa game nha anh em. Chứ còn mà cuối game mà anh em không có thêm một con tướng carry vào á, phụ đam vô á thì là bất lực. Quýnh không lại. Cho tại khúc cuối có nhiều con tướng nó móc được dàn sau anh em. À, đội hình đây nhiều tởm thế nha. Đó giờ như con Olaf này. À, nó biết nhảy thật sự luôn, nó nhảy thẳng cho con Zilis của mình, xong nó nhảy xong nó nhảy quay qua đây đâu quýnh thiệt gặp, cho nên cái đội hình gặp mấy con này là khóc rồi nè, không biết làm gì giờ xếp sao, nó mà đu ra được vàng sau là nó chặt cho rối người hết. Rồi thì bây giờ chỉ còn mình với nhà này thôi nè, đó là anh em thấy cảnh rồi đó, nó chặt mình, nó đấm mình như con. Thôi chắc ráp cái mũi thứ nghi đỡ nha nè. Rồi chắc khả năng mình sẽ lên 9 rồi mình ron luôn nha anh em. Cho tại mình lên 9 để mình kẹp thêm một con thợ săn nữa. Để đánh 4 thợ săn. Cái này không có gì ngon. Hay là lấy nỏ xét anh em. Cho lấy nỏ xét đi. Nỏ xét cho Dana cầm. Rồi nhà bên kia thì nó lên luôn con Mordekaiser 3 rồi. À, Mordekaiser cầm đồ on nữa, tổn thế nhỉ. Mà mình thấy cái mùa này cái bọn tiên phong anh em nó trâu thật sự. À, quýnh ngày quýnh quýnh khóc luôn. Bất lực. Rồi, giờ phải ron nha anh em. Giờ ron thôi, bắt lực rồi. Sao mà khúc cuối đen thế nhỉ? Ráng thêm con Vega nữa thôi. Vega tôi đâu? Thôi khóa lại giờ để bắt con lám nha anh em. À, để bắt con Taurus chứ. Nhầm. À, bên kia tiên phong anh em coi kìa. Quýnh có con rơm mùa thôi mà bắn rơm mùa không chết. Thấy thật sự. Mạnh quá. Đã thế rồi con. Con Mordekaiser chưa toàn ra đồ đẹp không. Giờ bỏ nào ra. Thôi chắc là bỏ con. Con Hecarim ra anh em à. Thiếu tiền ở đâu chứ. Thôi lên Dana 2 chứ nha nè. Giờ bắt buộc phải lên. Mà nãy giờ xui nha, nãy giờ không ra thêm một con Vega nào nữa. Đen thế nha. À, bên kia nó lại có cái gương biến ảnh nữa rồi. Má nó lại biến ra sau mình nó bỏ. Cay thì chứ. Cay lỏ anh em. Má nó đâm mạnh rồi ra sau nó gõ kìa. Bất lực. Là thế là ra đồ đẹp. Cầm gương biến ảnh rồi thêm một cái màu đông băng giá nữa. À, mình đánh nó làm giảm tốc đánh mình nữa. Cây thì cây lỏ luôn anh em. À, giờ lấy về ta.
Thôi giờ kiếm con nào nhiều vàng mà lộng lên em. Thôi chắc phải xếp đảo đội hình lại em ạ. Không ra thêm con Vega nào nữa, cay thiệt chứ. À, không có Vega luôn anh em. Rồi xong ván này là chắc đi bụi luôn rồi anh em ạ. À. Rồi thắng được ván nha anh em. Má rùa thế. Đó, ra quyền trực thiên thần à. Đó, không ra thêm con Vega nào cây thế. Đâu con Vega thôi. Dạy. Rồi xong như không luôn anh em ơi. À nó đảo đưa tăng chen vô rồi. Đưa nó đưa lại Olaf về rồi. Rồi xong tặc rồi. Rồi xong chắc ván này thua rồi anh em ạ. À. Nó đưa vào là chịu nổi rồi. Do tại bên kia con Dana mình nó không có luồn ra đằng sau được. Rồi thì nếu mà anh em đã thích thì đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Và nếu có bất cứ thắc mắc hay là ý kiến gì góp ý cho mình thì anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình. Rồi thì anh em nghĩ nếu mà ván này mình lên con Vega 3 thì mình ăn nổi không nha? Rồi anh em cứ để dưới phần bình luận cho mình nha. Rồi thì mình cũng xin hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha anh em.